sáng 4.7, trao đổi với TV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Hưng cho biết, vụ tai nạn sập mỏ đất đang khai thác vùi lấp 2 xe ô tô, trong đó, một xe ô tô bị vùi lấp hoàn toàn, một tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Tại hiện trường vụ tai nạn, một xe ô tô bị vùi lấp hoàn toàn. Theo một số tài xế, khi các tài xế vừa lái ô tô vào mỏ cục cọi chở đất, bất ngờ mỏ đất sập xuống. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trong quá trình khai thác đất, chủ mỏ không hạ cấp đất. Vụ tai nạn khiến một lái xe bị gãy chân mắc kẹt trong cabin. Sau khi được giải cứu, người này đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh điều trị. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để giải cứu tài xế bị mắc kẹt. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã kịp thời đến hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.